một cái đôi chút gì đó là mình e dè hơn và mình đoan trang hơn, thì các bạn của em phản ứng gì với cái điều này? Bạn em gọi là không quen. Hồi nãy em không quen. Đúng rồi, Đội Hà dễ thương lắm. Khi mà mới vào thì Hà có tâm sự với Dung là chị ơi, em vẫn còn chưa quen với việc là hoa hậu, tại vì chúng còn rất là mới. Thì thông qua tôi cứ là em vẫn đang làm rất là tốt với những cái gì mà mọi người đang mong đợi rồi. Tiếp theo là một cái chuyện nó cũng hơi cá nhân một chút xíu, thì mình đang ở độ tuổi 19 là một độ tuổi rất là đẹp, thì không biết là trong chuyện tình cảm ấy thì em có muốn chia sẻ gì với mọi người không, chẳng hạn là hiện tại là đang còn độc thân hay là đang có chủ, hay là mình đã có một cái mẫu người nào là đặc biệt dành cho bản thân em hay không? Hiện tại thì em vẫn còn đang trong tim độc thân. Vừa độc thân nhưng mà em vẫn có một cái vùng nhất định của bản thân. Chàng trai mà em lựa chọn thì nó có vẻ như là nó hơi con tình bay bổng một xíu, nhưng mà có thể em nghĩ là sẽ có những người như thế, là một chàng trai ngoài lạnh trong ấm nhưng mà vẫn phải rất chân thành và phải thú vị. Em đặc biệt cực kỳ thích những người thú vị. Thật ra điều đấy rất là dễ hiểu. Một cô gái còn tuổi 19 thì vẫn còn rất là mơ mộng, vẫn còn rất là mong chờ một cái tình yêu đẹp, và chị chúc em là sẽ tìm được chàng trai đến sớm. Nhưng mà nhân về cái việc đang nói về cái việc một chàng trai, thì trên mạng lại vẫn đang rất là hot một cái hình ảnh của em với một chàng trai khác trong bộ đồ cưới, thì em có muốn giải thích với khán giả về hình ảnh đấy không? Cái hình ảnh mà em mặc bộ đồ cưới đấy là hình ảnh em đi chụp mẫu lắm, chứ nó cũng không phải là cái hình đấy mình chụp lâu chưa? Em chụp lâu, em rất là em thi đại học xong. Vậy thì cái việc mà mình được làm mẫu từ rất sớm như vậy thì chị mới hỏi em đó là ngày trước mình có ý thức được. Lại có giờ nghĩ là mình biết đâu được là mình sẽ ở một cái vị trí cao hơn, chẳng hạn như là một cái cuộc thi nhan sắc trước đấy nha, từ hồi còn đi học ấy, có biết không? Cũng chia sẻ thật lòng là cái bức ảnh đấy, cái bộ ảnh đấy là bộ ảnh đầu tiên mà em được chụp, nên là cái nét mặt của em rất là ngây ngô, cũng không biết gì. Ngay sau cái bộ ảnh đấy thì các anh chị có nhận xét là em cũng có khả năng có thể tiến xa hơn, nên là nên chú trọng vào bản thân một chút, thì lúc đấy em mới bắt đầu quan tâm đến cái bản thân, cái nhan sắc cũng như ngoại hình của mình. Thực ra thì em cũng về Hà Nội thì em cũng không có làm mẫu nhiều, nhưng mà cũng có chú quan tâm đến một số cuộc thi đẹp, nên là cũng có ý thức được cái về cái ngoại hình cũng như nhan sắc của mình. Em thực sự rất là bất ngờ khi mà cái bức ảnh đấy sau nhiều năm vẫn được mọi người tìm ra được. Không, ý em là em không muốn giấu hình ảnh đấy. Thực ra đấy là một hình ảnh cực kỳ ý nghĩa và một hình ảnh em thực sự trân trọng. Đấy cũng là một cái kỷ niệm và một cái trải nghiệm rất là đáng quý của em. Ngày đấy là nhà em có làm ruộng, làm nông ấy ạ. Thì mẹ em, vì bố mẹ không muốn con gái mình lớn rồi nhưng mà vẫn không lao động, không hoạt động gì, nên là bố mẹ cho đi ra ngoài đồng đi cấy. Nói về mình thì ba tính từ thì em sẽ chọn những tính từ nào? Chân thành, hồn nhiên, thân thiện. Nhưng còn không biết là em sẽ được vào chung kết, không biết được vào chung kết rồi. Thế là em không chuẩn bị trang phục với lại cái bạn diễn của em ý, thì bạn ấy không thể vào trong này được, bởi vì em không nghĩ em vào chung kết đâu để mà sắp xếp lịch để cho anh ấy vào ấy. Trong ngày hôm qua thì lịch trình của em như thế nào, là mọi người có được ngủ đủ hay không, và cái việc chuẩn bị dậy sớm như thế nào, chia sẻ với quý vị khán giả. Cái hôm mà sau khi đăng quang thì ngay sau đấy bọn em đã phải phỏng vấn ngay với bên CCTV, và cái hôm đấy thì bọn em thực ra chỉ ngủ đúng 2 tiếng, sáng mai thì sẽ 6 giờ dậy và tiếp tục đi cuộc họp báo ngay sau ngày đăng quang, và cả ngày hôm đấy thì sẽ đi trả lời phỏng vấn rất là nhiều báo. Thực sự là ngày hôm qua cũng rất là mệt, nhưng mà em cảm thấy nó rất là vui và cảm giác như là mình đang dần dần quen với cái việc mà sẽ phải làm việc nhiều, và cũng như là sẽ phải quen với cái lịch trình dày đặc như thế. Nhưng mà em nghĩ là thời gian tới thì em sẽ làm được. Tới bây giờ thì cảm xúc của em là như thế nào? Mình mặc dù chị biết là em vẫn chưa quen, nhưng mà với cái lịch trình như vậy thì mọi thứ có giống như là em tưởng tượng khi mà làm hoa hậu sẽ như vậy không? Khi mà tham gia cuộc thi hoa hậu Việt Nam thì thậm chí em còn không nghĩ là mình sẽ được top 5. Nhưng mà khi mà được chú ban tổ chức đọc là tân hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà thì wow, cảm giác của em thực sự lúc đấy em đứng hình mất 5 giây, và không biết mọi người có theo dõi cái chi tiết cái hình ảnh em đấy không, em
hậu đi xuống thang máy thì mọi người trầm trồ lên, ô hoa hậu hôm qua kìa. Người đó cũng rất là vui và hạnh phúc. Trước cái đêm người đẹp thời trang và người đẹp biển thì có vẻ như em khá là mờ nhạt. Sau hai đêm đấy thì em được mọi người nhận xét là có sự tiến bộ rõ rệt và cũng có khả năng để mà đạt được những vị trí cao. Lúc đấy em chỉ nghĩ đấy là một cái động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn, cũng không nghĩ là mình sẽ làm được điều đấy thật. Còn về những ngày trước đăng quang thì em cũng hạn chế đọc những cái thông tin, nhiều thông tin để cho cái đầu óc cũng như cái tinh thần của mình được tốt nhất. Nhưng mà em cũng được nghe bạn bè và gia đình nói là cũng có nhiều người dự đoán em như thế, nhưng mà thực ra thì em không quan tâm nhiều. Em chỉ nghĩ là bây giờ làm sao để tinh thần của mình tốt nhất và cái thể lực của mình khỏe nhất để mà có thể trình diễn cái đêm chung kết thật là hoàn hảo nhất thôi. Nên là em cũng không quan tâm nhiều. Sau ngày đăng quang thì thật ra thì bây giờ em vẫn không có nhiều thời gian để mà lướt, để mà đọc từ kỹ từng cái thông tin của mình. Nhưng mà em thực sự là em cũng biết rõ là cũng có những người khen, người chê và cũng có những cái ý kiến này đó. Nhưng mà khen thì em sẽ để đấy đâu được. Nếu mọi người nhận xét không tốt thì em nghĩ là em sẽ cần phải xem xét lại bản thân mình và sẽ học hỏi và cố gắng hơn nữa. Về cái câu hỏi, câu trả lời ứng xử của em thì thực sự là hôm lúc đấy em cũng có hơi run một xíu nên là trả lời nó cũng không được mượt mà cho lắm. Nhưng mà bây giờ dù cho em có cho phép em được trả lời lại thì cái ý mà em muốn truyền đạt tới ban giám khảo cũng như khán giả thì nó vẫn là như thế. Vẫn là nếu mà là một, dù là hình ảnh là một hình mẫu tượng trưng, là một hình mẫu gì thì cái hình mẫu đấy phải là một hình mẫu truyền được cảm hứng đến cho mọi người thì mới là một hình mẫu có ý nghĩa. Một trái tim ấm áp và một cái đầu lạnh thì đâu là yếu tố tiên quyết để chúng ta tới thành công và hạnh phúc? Dạ, một cái đầu lạnh thì sẽ đưa ta tới thành công, một trái tim ấm áp thì sẽ cho ta một cuộc sống hạnh phúc và đầy ý nghĩa, và để có một cuộc sống hoàn hảo nhất chúng ta phải biết cân bằng giữa một trái tim ấm áp và một cái đầu lạnh. Bởi vì những người thành công thì sẽ là những người khéo léo và người ta có thể linh hoạt cũng như là có thể ứng biến được trong mọi tình huống, và một trái tim ấm áp và một cái đầu lạnh là những yếu tố cần thiết ở một con người thành công. Có hai quá trình đi thi á, như hồi nãy em nói là em có một cái sự mờ nhạt trước những cái đêm thi thời trang, thì cho tới thời điểm đó thì em có bao giờ cảm thấy nản chí không? Thì bản thân chị thấy là một rất tích cực thì lúc nào cũng vui vẻ hết, nhưng mà vì cuộc thi nó quá dài thì những cái lúc mà khó khăn nhất thì em cảm thấy như thế nào? Ngay từ cái vòng sơ khảo thì cái hôm đi sơ khảo thì em cảm thấy là các thí sinh năm nay rất là tiềm năng và các đối thủ em không xem ai là một đối thủ, bởi vì em nghĩ là mình sẽ cần cố gắng hết mình thì mình sẽ có được những cái thay đổi và sẽ có thể tốt hơn. Tuy nhiên khi vào đến bán kết thì ban đầu em cảm thấy như cái xuất sắc điểm của em nó không được tốt như các bạn và cái sự chuẩn bị của em nó cũng không được kỹ như mọi người, nên là em cảm thấy có hơi bị mờ nhạt so với các bạn. Nhưng mà sau đấy thì em đã lấy lại được tinh thần và đã tự mình tạo ra chính cái năng lượng trong bản thân mình để mà cố gắng hơn nữa. Bởi vì mình xuất phát sau các bạn nên cái sự cố gắng của mình là phải gấp đôi mọi người thì mình mới đuổi kịp được mọi người. Dễ thương quá. Vậy thì trong lúc mà đi thi như vậy thì những nguồn động lực lớn nhất của mình là có em lấy từ đâu? Ví dụ như là từ gia đình hay bạn bè không? Đi lúc đi thi là em không cho bố mẹ em biết. Là mình tự đi thi mà ý là lúc đăng ký là bằng lúc đăng ký đã lúc mà bán kết với chung kết thì bố mẹ em biết rồi, nhưng mà lúc mà đi thi thì bố mẹ không biết. Những người mà tạo cho em cái động lực để đi thi đó chính là cái những người đã đi trước, và bạn bè của em thì cũng có nói là tuổi của mình đang đẹp và để cho nếu mà không thi thì cái thanh xuân này nó cũng sẽ không có cái gì đặc biệt cả, nên là nên làm một cái điều gì đấy để cho cái thanh xuân của mình nó có những cái nét chấm phá đặc biệt hơn. Và em suy nghĩ điều đấy đúng là thật sự là chính xác, và bây giờ em đã làm được, hoàn thành được 50% cái điều đấy khi mà em giành được ngôi vị hoa hậu Việt Nam 2020, thì đó cũng đã là một cái điểm đặc biệt trong cái thanh xuân của em. Tại sao em lại không nói cho gia đình? Em là một cô gái có thể là bên ngoài khá là vô tư hồn nhiên, nhưng mà em khá là thích độc lập. Em
chưa chắc chắn một điều gì đấy thì em sẽ không muốn cho bố mẹ biết, bởi vì bố mẹ em hay lo lắng cho em nên là em thích mình sẽ tự làm tự đứng lên hoạt động. Vậy thì nếu như đây là cuộc thi đầu tiên của em thì trước đó là em có từng tham gia một cái cuộc thi nhỏ nào khác hay chưa, hay là em có từng làm mẫu, hay là có bao giờ mà tiếp xúc với cái việc làm đẹp hay là làm liên quan tới cái ngành nghề trong mà hiện tại mình đang có một cái vị trí liên quan như vậy? Trước đây thì em có tham gia cuộc thi học của sinh viên, nhưng mà những cuộc thi của em thì chưa diễn ra xong, và cái kinh nghiệm của em cũng rút ra từ cuộc thi. Là cuộc thi của mình là đang giữa chừng là em đi thi hoa hậu hả? Đúng. Nhưng mà chị nghĩ rằng là nếu như vậy thì nó vẫn còn rất là mới mẻ, thì cái cảm giác của em như thế nào khi mà lần đầu tiên mà mình đi trên đôi giày cao gót, hay là mình phải make up và lúc nào mình cũng phải giữ những cái dáng đứng rất là khó, thì cái điều đó có khó khăn với em khi làm tới đó?